Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel MemPL. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương mục Raslayer Simulator bạn ơi. Ở tập trước thì mình có chế tạo xong mình kiếm level 3 này, chưa kể mình có thêm con sư tử tăng đam tăng đốt cháy các kiểu luôn các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Slayer Simulator bạn nhá. Trước tiên mình cần đi tới cây đây bạn ơi. Đó, hôm nay mình chưa tới cây bạn ạ. Rồi, tới cây cái nhẹ nào. Ui, ra rất là nhiều đồ bạn ơi. Ui, anh ấy thật nhiều đồ chưa? Ui, quá trời là đồ luôn bạn ạ. Ui dồi ôi, nhiều đồ vậy ta. Ui, chật cứng cả hòm đồ luôn bạn ạ. Mấy cái này chắc bây giờ vứt đi nhỉ, đâu có xài đâu. Chắc mình bỏ vào đây. Bỏ đi. Mấy cái này bây giờ mình còn thừa ở dương một đống luôn bạn. Ơ, mấy này không vứt được à? Ây. Mấy cái này hình như là không vứt được bạn ạ. Cay tên ạ. Ok à, bây giờ tôi mà vứt đồ đi mà không cho tôi vứt thì phải làm sao kia mày. Bác này ảo ấy nè, bây giờ mình phun đồ vứt đi không cho vứt luôn thì bây giờ tôi phải làm gì đâu ấy ra. Không biết là còn cái dương nào để về cất đồ bạn ạ. Dương thì có hạn đó, sau này cái dương này nó hết thì sao đúng không, có cho tôi chế tạo thêm dương không đó. Dương nó kín nó đầy rồi thì sao rồi. Ồ, bây giờ mình biết là còn không cho mình cất đồ bạn ạ. Ảo thật đấy, là không cho mình vứt đồ chứ. Ok bạn ơi, rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với đó là series Slayer Simulator bạn nhá. Ok thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mẹ bạn nhá. Đây mình lấy thêm 2 số nút nữa đó cho nó mở khóa bước tiếp theo nữa. Uầy, đến 200 rồi ghê rồi, 200 kiến ô ra trứng này, xem không biết có trứng vip không bạn ơi. Mong có trứng vip trứng thường thì bỏ qua luôn nhá, có trứng vip trứng vàng mở còn được bạn ơi. Đấy, trứng vàng thì vẫn mở, có tỷ lệ ra là con này bên đây đấy, con Pinata bên này, hoặc là con không, con Pinata này không phải lắm đâu, con trứng vip thì ngon cơ, con trứng vip này này, trứng vip này ra ngon này, đấy, trứng vip này có khả năng ra cái con gì nhỉ, con kỳ lân này, hình như con trứng vàng cũng có đúng không? Không, về trứng vàng không có tỷ lệ kỳ lân bạn ạ, mình khá là cần con kỳ lân này, anh em nào thích thì mình có thể mua cũng được. Ôi lại sư tử à? Thật ra mình kỳ lân mua cũng dễ mà, mua có 10 xu hay mấy xu hay sao á, để 10 xu thôi, nhưng mà con kỳ lân này được cái là hiệu ứng đốt cháy nó tỷ lệ cao hơn, mà cái bị một cái là không tăng đam, bạn nó không tăng đam, thành ra cũng không ngon lắm, nên mình cũng không muốn xài bạn ơi, tôi cũng không muốn xài con đấy lắm bạn ạ, cho nên thôi anh em nhá. Rồi mình cầm bắp cái đồ đi. À còn có vé đổi quà này à, hôm nay cho mình đi làm tí giúp thăm chúng thưởng bạn ơi. À đây, mình nhớ anh em bảo là anh mẹ béo nâng cấp lên kiếm 4 đi đấy. Anh em thích không? Tôi đang cầm kiếm 3 bạn ạ, lên kiếm 4 luôn. Một kiếm 4 800 đô này. Không đủ xu bạn ạ, kiếm này 500 mà. Hiện tại chưa có đủ bạn ạ. Ơ, mình đủ rồi mà. 999, cái này là 400 hơn rồi. À, chưa đủ bạn ạ, chưa đủ nhầm. Đúng là chưa đủ thật bạn ạ, mình cứ tưởng đủ rồi cơ, hóa ra chưa đủ. Cái này xem bạn, cái này không biết vào nhỉ? Có vào này. Ủa chứ làm gì có diều đâu mà nâng. Ok bạn ơi, ok. Thôi, bây giờ chúng ta lại đi tiếp đến cái màn tiếp theo bạn á. Hiện tại mình đang còn màn bao nhiêu nhỉ? Màn tiếp theo mình đang chơi màn 3, phải màn 3 mình chơi đi bạn ạ. Một cái đá này cũng chẳng quan trọng đâu. Chơi đây, go. Chúng ta đến màn tiếp theo bạn ơi. Màn 2 xong rồi này, đây. Cần 50 chìa khóa đủ rồi. Do luôn, đến với level đập này. Ui, cây ăn thịt bạn ơi. Căng tên ở ai chà. Ây già, gặp cây ăn thịt bạn ơi, căng nha. Đây là chúng ta đến với vương quốc cây ăn thịt, nhìn rất đáng sợ bạn ơi. Ui trời, nhìn cực kỳ đáng sợ bạn ơi. Tôi chụp cảnh bìa bạn ơi, để mình làm cái ảnh bìa đã. Đây đây, cái chỗ này được này, mình xin phép làm tấm ảnh bìa bạn ạ. Ở cây ăn thịt đây. Ồ, hiệu ứng này nhìn chung nó hơi dị nhỉ. Ok bạn ơi, rồi chúng ta lưu được cái ảnh bìa bạn ạ. Ok anh em nhá, là nhiệm vụ đã. Trước tiên là cần nhận nhiệm vụ bạn ơi. Đây, nhiệm vụ 3 này, nhiệm vụ số 3 nào. Bạn có cần hiệu không? Có chữ. Ô. Ui, 25 25 15 ok. 25 25 15 bạn ạ. Ui, 500 đam mà ghê vậy. Ui mình cầm nhiệm mình đánh lên tận 500 gram này. Ui. Đam mình bây giờ khá là to bạn ạ. Cái thông đam của mình quá to này, có sư tử có thứ này búp lên này. Đam cực kỳ to chứ kể kiếm xịn bạn ạ, tăng skill nữa. Ui, bây giờ đam lên tận 500 bạn ơi. Vâng, đam lên 500 rồi, quá là mạnh luôn. Đấy, cây level 1 đây này. Cây level 1, cây level 2, mấy cái đá ấy bỏ qua đi, mình đâu cần đâu. Đánh lên tận 500 đam bên này, ra 3 cây bạn ạ. Đập cái chết bạn ơi.
Cây level 3 cũng đập cái đi bạn ơi. Quá là khủng khiếp luôn. Sức mạnh của em béo bây giờ quá là mạnh rồi. Quá ghê gớm. Mà đây là mẹ peo. Mẹ béo có những tình huống muốn mà gọi cực gắt bạn ạ. Nhưng mà giảm đau này này. Ảo vậy ta. À bị đói. Đói dẫn đến tình trạng giảm đam bạn ơi. Ui đánh thường. Lấy tay đánh thường 100 bó bạn ạ. Ghê thật đấy. Ồ các bạn ơi, cứ cần cú bù siêng năng thôi. Đó đánh mấy cây đã. Đập cái chết. Đập cái chết bạn ơi. Đập cái đi luôn. Đầm lầy à. Ui đây có đầm lầy này. Ghê vậy. Đỉnh thế nhở. Bạn này càng về sau càng hay chứ, mình thấy càng khác thú vị chứ. Nhưng bạn cũng bảo là anh mẹ béo ơi, em chơi phá đảo rồi, sao anh bây giờ anh mới chơi lên level 2. Ủa thế tôi hỏi cái nhá, chẳng nghe các bạn muốn tôi chơi một phát thắng luôn tất cả level đúng không? Thế thì còn gì còn series nữa đúng không? Tôi phải chơi trải nghiệm thì từng tầm. Chứ bây giờ muốn thắng nhà mình vào, mình ngồi mình nâng cấp full tất cả mọi thứ lên, mình đập một cái chết luôn bot thì nó còn gì là hay đúng không? Mình chơi phải trải nghiệm vậy này. Chứ chơi để mà thắng thì chơi dễ ợt đúng không? Trời ơi, chơi để mà thắng tốt thật, tôi chơi một cái thắng ngay. Nhưng mà chơi không hay, nó không vui, anh em hiểu không? Nó quan trọng là chơi thắng luôn nó không vui, chứ đâu phải là tôi muốn chơi lâu đâu, anh em hiểu không? Chơi muốn thắng thì thắng lúc nào chả được, anh em phải hiểu vấn đề như thế đó. Thắng nhanh quá thì anh em còn gì mà xem đúng không? Bèo cả thắng luôn nó không hay bạn ạ. Đã là series thì phải từ từ bạn ơi. Muốn nhanh thì phải từ từ đó, mà nhanh thì không hay đấy, bạn ơi. Chơi phải trải nghiệm đúng không? Phải review từng chi tiết này. À món đồ là thăng tiến sức mạnh như nào, anh em mà nên chơi cái gì đúng không? Đó. Chứ bây giờ vào cái nâng full cấp các thứ, nâng full đồ lên đập vào cái xong combo thế là thắng. Thế là không còn gì để chơi, nó không còn gì để hay bạn ạ, đúng không? Ok, hình như nhiệm vụ của mình là xong rồi bạn ơi. Hình như là xong rồi các bạn ạ. Huy hiệu trái cây. Xong rồi mà bạn ơi. Không rồi, không rồi. À. À, ok bạn ơi, xong rồi. Ăn cái này để tăng độ đói lên tí các bạn ơi. Hơi bị đói bạn ạ. Ok rồi đấy. Rồi. Bây giờ mình có huy hiệu này. Ui, huy hiệu kèm bạn ạ. Rồi. Bây giờ chắc chúng ta vào đánh con boss rồi bạn ơi. Tầm này đánh boss rồi đấy. Ô, có thân nha, biển xuất hiện kìa, nhưng mà kệ thân đi. Tầm bố cái ô, boss 800 máu nha, căng nha. Mấy con boss này về sau là khá là mạnh bạn ạ. Ui, mẹ béo lên là level 17 rồi này. Kinh thế nhờ. Ôi mẹ hết cây rồi. Mấy con boss này chắc là phải từ bạn lại, mình nghĩ là phải dần dần. Bây giờ mình sẽ về mình đánh con boss kia bạn ơi. Bây giờ về nhà để mấy con boss mày mắc cũ cũng được. Lấy cái chìa khóa bạn ạ, cần tận 100 chìa khóa cơ. À tuần kém và tiền mình phải tiết kiệm bạn nhá. Tiền mình tiết kiệm để mình nâng cấp kiếm các thứ. Hiện tại mình chưa muốn là mình vào mấy cái mắc kia sớm quá. Dùng tiền mua chìa khóa cũng được thôi, nhưng mà như thế thì hơi bị tốn tiền bạn ạ. Đấy, đánh mình boss này đấy. Mình đi săn mình boss này cũng được mà. Đó, cũng là chìa khóa này đấy không. Cứ từ bạn ạ, nhìn chung là chìa khóa kiếm dần dần cũng từ thôi. Mình cứ đi farm mình boss này là xong. Nhưng mà mong rằng là chủ mát nên cầm nhập một cái vật phẩm để chúng ta về nhà nhanh hơn bạn ạ. Hoặc là một cái nút ở đấy như kiểu một cái mát luyện rồng á, có nút này. Bấm cái nút là chúng ta sẽ tự quay về nhà bạn ạ, cho tiện, đỡ khỏi đi lại mất thời gian bạn ơi. Làm một cái nút bấm phát là tự quay về nhà luôn thì nó hợp lý bạn ạ. Mình nghĩ như vậy là hay hơn. Đấy, đánh mình cái bot thôi. Đó, chúng ta cứ đánh mình cái bot này bạn ạ. Ok, mình cái này cho vứt đi này. Đâu có xài đâu. Ơ, vứt đi tự quay lại bạn ấy không? Đó, mình vứt đi tự quay lại kìa. Thế mới cay chứ. Thế này, đến một lúc ở đấy cái dương của bị chật này không ném ra được, không vứt được bạn ạ, nghe thấy không? Đó, chúng ta bị một cái vấn đề là liên quan đến cái huy hiệu. Cái huy hiệu này khi mà mình đã full rồi nó rất là phiền bạn ạ. Đó, hiện tại cái hiệu này đang khá là phiền này. Vứt đi không được mà tức nó sẽ càng ngày càng đầy kho bạn ạ. Đến một ngày ở đấy cái dương của mình sẽ đầy, nó sẽ chật cứng luôn. Lúc đó là vấn đề bạn ơi. Đó, những cái kho này đang càng ngày càng chật rồi. Rất là khó bạn ạ. Đấy, thấy không? Một ngày ở đó cái dương này sẽ full thôi. Ok, bạn ơi, mình cất bớt cái trứng nhỉ. Cái trứng này cũng đâu có xài đâu. Và đây mình còn chưa đi rút thăm trúng thưởng bạn ạ. Trong lúc đợi boss ra mình sẽ đi rút thăm trúng thưởng bạn nhá. Bên này phải. Thế như ở bên cái shop này bạn ơi, mình còn chưa trải nghiệm cái mảnh ghép này. Đấy, thấy không? Đó, thắng thì nhanh nhưng mà đây có những cái này chúng ta còn chưa trải nghiệm này, có những cái mình chúng ta còn chưa trải nghiệm, chúng ta phải trải nghiệm hết rồi mới thắng chứ đúng không? Đó, mình còn chưa nâng cấp kiếm mắt các thứ bạn ơi, còn chưa nâng cấp mấy cái này này đấy, mình đang muốn đổi cái này này, anh nghe thấy không? Đó, còn bao nhiêu cái chúng ta còn phải trải nghiệm mà, cứ từ bạn ơi, chơi gì mà vội đúng không? Thắng sớm làm cái gì? Đây, rút thăm trúng thưởng ở đã.
làm tí rút thăm trúng thưởng bạn ơi. Đó. Ok, này bạn ơi, bán đá 3 sao à? À không, cái này bán mà, cái này mình cứ tưởng là cái này mình có thể giúp mình. À, tức là mấy cái kia mình không dùng đấy, mình có thể đổi thành cái mảnh to. Thôi mình đem bán mà là, nghe hợp lý nhở. Ok. Vậy là cuối cùng mình cũng thể có công dụng bạn ơi, hiểu rồi. Được đấy chứ, được đấy. Sau này mình sẽ tổng hợp lên cái thừa, mình sẽ đổi hết thành cái đá 3 sao mình đem mình bán. Ở đâu? Đúng rồi, bán được này, muốn chuyển nó bán được này. Hợp lý nhờ. Ok bạn ơi, đúng rồi, bán được thật nè. Mong bởi ngon ngon này. Ủa chứ bên bán hơi tù bạn ơi. Có tư tiền à? Hơi bị phí. Ô, mảnh đá cường hóa ngon. Bằng 3 level đấy. Nhưng mà mình cần cái này nè. Đó. Ok bạn ơi, xem một trứng VIP không? Ồ, trứng phở gì này thì thôi bạn ơi, viết được không ta? Viết được trứng VIP không nhỉ? Có viết được này, ngon đấy. À, vậy là chỉ có đá này không viết được thôi bạn ơi. Còn bế kia vẫn viết được. Được nha, hợp lý nha. Rồi ok. Bây giờ về nhà rồi đó. Từ từ khoan. Mua kiếm level 4 bạn ơi. Đó. Chúng ta phải nâng lên. Sao lại. À đủ này. À đủ đủ rồi, đủ rồi. À cái kiếm này cũng có skill này. Bây giờ cần 800 tiền bạn ơi. Ui cần 800 tiền cơ à. Cũng căng bạn ạ. Ủa chắc phải mình đi farm thì tiền nhỉ. Không biết đánh mấy con kia được bao tiền bạn ơi. Chắc mình về mình farm thêm thì tiền bạn ơi. Căng nó bạn ơi. Ok mình kiếm thêm cái bánh mì này. Làm thêm tí bánh mì đó, 30 giây một lần nữa mà. Lấy nó hơi bị chậm bạn ạ. Rồi ok. Đi xem bot có chưa. Đi xem mấy con bot ở đây nó ra chưa bạn ạ. Kiểm tra kỹ nào. Thỉnh thoảng bot mới ra thôi. À đây bot ra này đó. Đó lâu lâu bot lại ra bạn ạ. Nghe gì ấy. Không có cái hố làm gì bạn ạ. Đây một cái hố này. Bên này chúng ta một cái hố. Không có cái hố đấy làm gì nữa. Kệ đi vậy. Rồi. Bây giờ chủ yếu đi săn bút lấy chìa khóa thôi. Cần 100 chìa khóa bạn ơi. Nói chung là tiền tiết kiệm bạn nhé. Tiền tiết kiệm để mình mua cái gì nhỉ. Mình mua cái kiếm 4 đã. Ở tính sau. Có kiếm level 4 rồi tính sau các bạn ơi. Ôi ơi. Mà ít vậy ta. Lúc trước mình nhớ mình có một đống bút bạn ạ. Mình có tận mấy con bút liền cơ. Nữa cho mình nhớ là nó spam vào tận 4 con bot điện á, 4 con bot level 1 á. Bây giờ không thấy bạn ạ. Chắc là hên xui, chắc để càng lâu bot ra càng nhiều bạn ơi, mình nghĩ vậy. Rồi. Đánh tiếp con bot bạn ơi. Ê, con này không biết bao tiền à? 6 tiền à, cũng không nhiều lắm bạn ơi. Ồ, bây giờ bot còn chưa ra này. Núp. Hóa là mình núp ở đây. Ôi ôi. Chà, bị hiệu ứng tắt đèn này. Căng nhờ hiệu ứng khai kinh ấy. Hiệu ứng này khá là đáng sợ bạn ạ. Hiệu ứng tắt đèn ghê nhỏ. Cái đấy. Ok, bây giờ hiện tại mình có 66 cần 66 cái chìa khóa chứ nhở. Bây giờ mình sẽ tích thêm nhá. Tích thêm cho nó đủ đủ tiền đi. Đó, đi kiếm thêm tí tiền bạn ạ. Làm kinh tế tí. Nhặt thêm tí tiền bạn ơi. Đó. Lên cấp luôn. Tranh thủ lên cấp luôn bạn ơi. Đấy. Vừa có tiền mà vừa có khả năng nâng cấp bạn ạ. Là bị hợp lý luôn. Ok. Mấy hiệu này tiếng mình đổi này. Đổi ra mấy cái đá kia được bạn ơi. Đá kinh nghiệm được này. Cũng khá là ngon bạn ơi. Được. Đó. Mình đi farm quá. Mình lên level luôn bạn ơi. Chúng nó đợi bot ra nhỉ. Chúng nó chờ bot. Tiền bây giờ khó kiếm lắm anh em ạ. Nhảy lên đến chí mạng đấy. Nhảy lên cao chí mạng này. Đó ui. Chí mạng lên tận 900 đạp bây giờ. Ghê nở. Wow bây giờ như này. Wow 900 đạp nha. Một con số khá là lớn bạn ơi. Mình cần tận 8 stack cơ. Hiện tại bây giờ có. Cái chứng năng quay lại này. Trời ơi bây giờ không biết được rồi. Còn 5 stack bạn ơi. Được nhờ. Tích cho đủ 8 stack ra bình chế cái kiếm xịn á. À, có thể chắc mình nghĩ chắc phải đợi tập sau nè. Ok mình ơi mình nghĩ chắc là để tập sau đi. Tập này chắc mình nghĩ là chưa đủ đâu bạn ạ. Tập này chắc là cũng khá là lâu ấy. Hiện tại tích được từng này cũng khá là lâu bạn ạ. Lên nữa chắc khá là lâu ấy. Ok. Rồi. Nói chung là hiện tại mình chắc là đợi bot ra thôi. Nhờ anh em nhỉ. Chủ yếu mình đi farm bot bạn ạ. Đi farm bot lấy chìa khóa nữa. Tích được 100 chìa khóa hoặc là mình cứ dư giả tiền ra cũng được. À đấy.
cái tưới cây, em tưới cây cũng cho chúng ta khá là nhiều tiền bạn ạ. Đúng rồi, quên mất cái việc tưới cây bạn ơi. Ngoài ra anh em có thể tưới cây bạn nhá. Đây mình sẽ về nhà mình tưới cây cái đã, quên mất chưa tưới cây bạn ơi. Đó, tưới cây cũng giúp chúng ta kiếm được một cái khoản thu nhập khá là cao bạn ạ. Này 13 này bạn này, khá là nhiều thôi bạn ơi. Được đó, 100 cần 100 cái chìa khóa cơ. 100 mình hiện tại mình có 66 rồi. Nhìn chung là cũng ổn bạn ạ. Đây, mình lấy lại bánh mì đấy, lấy thêm bánh mì đấy. Rồi, chắc là mình về nhà mình tưới nốt cái cây bạn nhá. Lấy ít tiền bạn ạ. Tưới cây cũng có cho mình thu nhập mà. Đây, tầm khoảng vài phút chúng ta có thể ô nước này. Đó, anh ấy được mua số nước ở nhà, mua này lỗ đấy. 50 đậu đấy, các bạn mua cho mình cái hộp quà á, nó có nhiều tác dụng hơn. Đây, mình tưới nước này. Đó, ui, tưới nước cũng được khá khá tiền bạn ơi, cũng được chứ, chưa kể có phần quà ngẫu nhiên bạn ạ. Ok, chắc là The Sims Fair được kết thúc thôi. Các bạn có kiến thức gì mới mẹ béo làm dùm nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.